Xin chào anh chị em và các bạn. Như quý anh chị em và các bạn đã biết thì trong thời gian vừa qua, Việt Nam của chúng ta thì đang có những cái dấu hiệu của việc là chính phủ Mỹ đang có những cái xem xét đưa ra một số cái chính sách tác động lên cái nền kinh tế Việt Nam. Trong đó thì có một cái chính sách mà chúng ta không thể bỏ qua trong thời gian sắp tới. Chiến tranh thương mại Mỹ Trung thì thách thức ngắn hạn với xuất nhập khẩu của Việt Nam, nhưng nó là cái cơ hội cho cái câu chuyện đầu tư tài chính cũng như là đầu tư bất động sản. Như video trước đó thì chúng tôi đã trao đổi với anh chị em và các bạn về cái vấn đề này. Video ngày hôm nay thì Thắng ơi sẽ dành thời gian trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn về việc là người Mỹ đang có những cái xem xét trong cái việc đưa Việt Nam vào cái nhóm những cái quốc gia về thao túng tiền tệ. Trong cái báo cáo ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ phân tích với quý anh chị em và các bạn về việc là tại sao người Mỹ lại xem xét cái câu chuyện là đưa chúng ta vào một trong những cái quốc gia có thể là bị những cái rào cản và những cái hạn chế khi mà họ chính thức đưa Việt Nam vào việc là một quốc gia là đang trong cái giai đoạn là có những cái dấu hiệu ban đầu của chuyện là thao túng tiền tệ. Thì như thế nào thì chúng ta có thể được coi là một quốc gia mà có việc là thao túng tiền tệ, thì theo thông tin nó như thế này để chúng tôi tìm và đưa ra những cái số liệu chính thức để quý anh chị em và các bạn nắm về việc là thao túng tiền tệ như là nó như thế nào. Hiện tại thì tôi đang ngồi ở một quán cà phê ở phía sau của Dinh Độc Lập. Việt Nam thì rất có thể sẽ bị người Mỹ xem xét đưa vào cái việc áp dụng cái chính sách phòng vệ của Mỹ. Nhóm nghiên cứu của với cái đơn vị mà nghiên cứu tư vấn cho chính phủ thì có đưa ra một vài cái lập luận như sau. Theo cái nhóm nghiên cứu thì trong số 3 điều kiện để xem xét đưa vào danh sách theo dõi của Mỹ thì Việt Nam đã chạm 2 điều kiện và cũng có thể là ngầm hiểu là đã chạm cả 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ thì vượt 20 tỷ đô la Mỹ. Thì hiện nay thì Việt Nam thặng dư thương mại với Mỹ là 34,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Về cái điều kiện thứ hai đó là việc can thiệp thị trường bằng cách thường xuyên mua dòng ngoại tệ trong vòng 12 tháng qua và tổng mức mua vượt 2% GDP. Thì năm 2018 thì Việt Nam đã mua dòng khoảng 8 tỷ đô la và tăng dự trữ ngoại hối trong tương đương với khoảng 3,3% GDP. Và có một cái điều kiện thứ ba thì chúng ta đang thấy rằng là ở năm 2018 thì chưa đạt, đó là thặng dư tài khoản vãng lai khoảng 3% GDP. Thì hiện tại thì tài khoản vãng lai của Việt Nam đến cuối năm 2018 là 2,9% GDP theo cái số liệu thống kê của World Bank, nên chưa chạm điều kiện. Vì vậy thì chúng ta không khó để nhìn thấy là 2,9% với 3% thì có thể được coi là đã chạm rồi. Vậy thì liệu đây là cái thách thức hay là cơ hội, và chính phủ Việt Nam sẽ đưa ra những cái chính sách gì cho cái câu chuyện là chuẩn bị trong cái việc mà người Mỹ có thể sẽ áp dụng cái chính sách phòng vệ thương mại của mình và đưa Việt Nam vào cái danh sách là những nước có cái việc thao túng tiền tệ. Thì về cơ bản thì các hoạt động điều hành chính sách vĩ mô của Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung thì nó đều nằm trên cái kế hoạch của từng quốc gia, và nó đem lại cái sự ổn định về kinh tế vĩ mô, hỗ trợ về đầu tư, ổn định tỷ giá cũng như là ổn định về CPI, tức là lạm phát, cho từng quốc gia và điều kiện cụ thể. Việt Nam chúng ta trong những năm gần đây thì việc nâng cái tỷ lệ dự trữ ngoại hối lên cao thì cũng nhằm là ổn định cái tỷ giá, mà mục đích của cái việc này là giữ được cái niềm tin của các cái nhà đầu tư trực tiếp và nhà đầu tư gián tiếp trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó nữa thì tạo ra cái điều kiện, cái điểm đến gọi là khá là thân thiện đối với các nhà đầu tư. Hiện nay thì có rất nhiều các đối tác cam kết với Việt Nam trong cái chuyện đầu tư dài hạn, thì trong số đó thì chúng ta vẫn phụ thuộc nhiều vào một số đối tác lớn như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, và gần đây thì Đài Loan, Hồng Kông thì có tham gia khá là nhiều.
khá là nhiều trong cái việc đầu tư FDI cũng như là đầu tư vốn trực tiếp FII trên thị trường chứng khoán. Theo cái số liệu thống kê 4 tháng đầu năm 2019 thì tổng số FDI đăng ký và mua cổ phần góp vốn vào Việt Nam thì nó khoảng gần 15 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 81% so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi thì vốn FDI thực hiện được khoảng 5,7 tỷ đô la, là tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018. Đối với đầu tư từ Mỹ thì căng thẳng thương mại Mỹ-Trung cũng như có thể trong thời gian sắp tới, người Mỹ hoàn toàn có thể xem xét đưa Việt Nam vào cái danh sách gọi là theo dõi là những quốc gia thao túng tiền tệ, hoặc có thể sẽ áp dụng một số cái biện pháp và cái chính sách phòng vệ của Mỹ để giảm cái thâm hụt thương mại của người Mỹ và Việt Nam. So với Trung Quốc thì chúng ta không thể so được, thặng dư thương mại của Mỹ-Trung thì nó cũng khá là lớn, và tổng cái lượng hàng xuất nhập khẩu của Mỹ và Trung Quốc thì lên tới gần 700 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam mình thì là con số nhỏ hơn. Tuy vậy thì chúng ta có cái lượng thặng dư thương mại với Mỹ cũng khá là cao, 35 tỷ đô la Mỹ là một con số khá là đáng quan tâm, mà chính phủ Mỹ sau khi leo thang với lại chiến tranh thương mại của Trung Quốc thì hoàn toàn có thể áp dụng cái chính sách này đối với Việt Nam. Theo cái bình luận của một số nhà phân tích thì đối với đầu tư từ Trung Quốc thì vốn đầu tư từ các doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến sẽ không bị ảnh hưởng bởi chi phí đầu tư tại Việt Nam vẫn tương đối là thấp so với Trung Quốc. Do đó thì cái luồng vốn từ Trung Quốc có thể bị dịch chuyển nhiều hơn sang khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Dòng vốn chạy gọi là hỗn loạn trong cái quá trình mà người Mỹ áp thuế lên người Trung Quốc, thì những cái dòng vốn mà mở mới, xây dựng mới nhà máy của Trung Quốc nói riêng và của các nước khu vực châu Á sẽ dồn về Việt Nam là điều rất có thể. Điểm tích cực là cũng là cơ hội rất quan trọng, là đây đang là cái xu hướng chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc sang các khu vực ASEAN. Trong đó thì Việt Nam được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất, do cái triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn khá là cao, chính trị ổn định, chi phí và kỹ năng lao động cạnh tranh, môi trường đầu tư và kinh doanh đang cái đà cải cách và được các cái tổ chức quốc tế ghi nhận, các cái tổ chức đánh giá xếp hạng tín nhiệm cấp quốc gia cũng như là xếp hạng tín nhiệm các ngân hàng thì liên tục nâng hạng cho Việt Nam và cho hệ thống ngân hàng Việt Nam. Để tránh bị ảnh hưởng thuế và giảm chi phí kinh doanh, khảo sát gần đây của một số cái đơn vị tại Trung Quốc thì chúng ta hoàn toàn cần phải có những cái chính sách gọi là mềm mỏng và linh hoạt hơn trong cái quá trình gọi là thay đổi về cải cách một số cái thủ tục hành chính, cũng như là chúng ta phải cam kết mạnh mẽ hơn trong việc ổn định tỷ giá, sẵn sàng có thể hỗ trợ thị trường đưa ra một cái cơ chế tỷ giá phù hợp để tránh gây hoang mang cho những nhà đầu tư cả về dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Chúng ta có thể thấy được rằng là thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán trong thời gian sắp tới, theo những dự báo trước đó thì chúng tôi cho rằng nhiều khả năng thì sẽ được hỗ trợ bằng việc là cái chính sách nới lỏng tiền tệ của Việt Nam, bằng một số cái chính sách tài khoá mà chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng, mà học hỏi theo các cái ngân hàng trung ương của các nước, đó là chúng ta giảm lãi suất hoặc là chúng ta giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng để có một cái dư địa để các ngân hàng Việt Nam có thể cho các doanh nghiệp trong nước vay và hỗ trợ khi mà những cái bê bối cũng như những cái tranh chấp, cũng như là việc mà Mỹ có thể đưa Việt Nam vào cái danh sách theo dõi. Điều đó thì chúng ta thấy được rằng là nếu chính sách đi trước một bước thì chúng ta sẽ có những cái sự chủ động nhất định, và như vậy thì chúng ta sẽ tránh được những cái cú sốc trong thời gian sắp tới. Có thể thấy rằng trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang thì trong ngắn hạn Việt Nam chịu tác động tiêu cực về xuất khẩu, nhưng đó là cơ hội thu hút, chọn lọc đầu tư cả trực tiếp và gián tiếp. Cùng với nhu cầu bất động sản công nghiệp, nhà ở là cao cấp và bình dân là hiện hữu, thì mặc dù vậy thì rủi ro và thách thức cơ hội chiến tranh thương mại thì sẽ luôn luôn tiềm ẩn và có thể sẽ phải thúc đẩy cái cơ chế chính sách mềm mỏng hơn trong thời gian sắp tới. Những cái cần đó là cái sự quyết liệt về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chủ động tăng năng lực cạnh tranh và thu hút để hạn chế cái rủi ro, thúc đẩy xuất khẩu và tỉnh táo hơn sàng lọc các cái dự án, nâng cao cái chất lượng của các dự án cũng như là hiệu quả các dự án trong thời gian sắp tới. Chiến tranh thương mại là điều không ai mong muốn. Trade war là một điều mà chúng ta hoàn toàn không bao giờ mong rằng nó leo thang lên một cái tầm cao hơn nữa, bởi vì nó sẽ gây ra những cái thiệt hại và những cái khó khăn cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy vậy thì điều gì đến sẽ phải đến, cái nào cần chúng ta vẫn phải làm.
chuẩn bị trước cho những tình hình xấu hơn trong thời gian sắp tới, đó là công việc của cơ quan điều hành chính phủ trong thời gian sắp tới. Hy vọng rằng những chia sẻ, những bình luận và phân tích của chúng tôi đem lại những hữu ích cho quý chị em và các bạn. Đừng quên like, chia sẻ, bình luận và đặc biệt là đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Chúc quý anh chị em và các bạn một cái tuần làm việc nhiều hiệu quả, đầu tư thành công và thắng lợi. Thân chào và hẹn gặp lại.